Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiên quyết tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt các mục tiêu tổng quát đề ra theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chính phủ đánh giá trong bối cảnh quốc tế trong nước rất khó khăn, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 tiếp tục có xu hướng tích cực. Nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, duy trì đà tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, đóng góp vào kết quả chung của 8 tháng đầu năm 2023. Trong tháng 8 và 8 tháng, kết quả quan trọng nhất là chúng ta đạt được mục tiêu tổng quát đề ra theo các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Các cân đối lớn, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, giữ gìn được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Phân tích về kết quả, những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân, Thủ tướng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Luôn luôn lắng nghe và quyết liệt kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra. Trong đó, lưu ý ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ chất lượng xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và phải hoàn thành trong năm 2023. Tập trung triển khai quy hoạch điện 8. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các ngành lĩnh vực chủ yếu như là công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực hiện đề án số 06, chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận và đoàn kết trong toàn xã hội và đoàn kết quốc tế. Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương, trong đó nhấn mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và các vi phạm pháp luật. Tối ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Đến dự lễ trao giải có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo cáo tại lễ trao giải, Ban tổ chức cho biết giai đoạn 2021-2023, 13 hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được 1.292 tác phẩm, 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể cá nhân từ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội đồng thẩm định trung khảo chọn 238 tác phẩm, công trình đủ điều kiện trao giải, gồm 1 giải đặc biệt, 11 giải A, 55 giải B, 89 giải C, 82 giải khuyến khích, 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Quy trình chấm xét chọn hồ sơ quảng bá của các hội đồng sơ khảo đảm bảo đúng quy trình, kỹ lưỡng, chặt chẽ. Hội đồng trung khảo làm việc nghiêm túc, dân chủ khoa học, đúng với quy định của Ban chỉ đạo. Tỉnh Lai Châu đạt 2 giải A và 2 lĩnh vực được quảng bá, trong đó thì báo Lai Châu đạt giải A chuyên ngành báo chí với tác phẩm Lời thề của đá, thể loại báo điện tử của nhóm tác giả Khánh Kiên, Hà Dũng, tác giả Lê Minh Cừ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu đạt giải A với tác phẩm Người Mông nhớ Bác, thể loại âm nhạc. Tập thể Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu, tác giả Nguyễn Trọng Quân, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đạt giải lĩnh vực quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, lan tỏa nét đẹp văn hóa, nhân lên những việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Hoạt động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, từ đó động viên, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của cấp ủy chính quyền trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, nên đến nay tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn của thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, góp phần tạo nên cảnh quan diện mạo mới cho đô thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện. Những năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân thị trấn Tân Uyên đang quyết tâm xây dựng thị trấn đạt đô thị loại 4 vào năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân thị trấn đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch và đảm bảo trật tự đô thị. Các khu dân cư trong đô thị được hình thành bám dọc các tuyến đường đi qua địa bàn, chỉ giới giao thông các tuyến đường không đồng đều. Việc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình trước đây khi chưa có quy hoạch thị trấn hình thành còn chắp vá và tự phát. Cái quản lý công tác xây dựng trên địa bàn thị trấn thì hiện nay thì Ủy ban thị trấn cũng đã giao cho công chức chuyên môn là công chức địa chính, căn cứ theo cái thứ nhất là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân hộ gia đình và cái giấy phép cấp phép xây dựng của phòng kinh tế hạ tầng của huyện. Từ đó tôi quản lý việc xây dựng. Như trước khi xây dựng thì theo chúng tôi thực hiện hiện nay ấy, thì các cá nhân hộ gia đình trước khi xây dựng thì phải nộp giấy cấp phép xây dựng của phòng kinh tế hạ tầng về Ủy ban nhân dân thị trấn trước một tuần để chúng tôi kiểm tra và quản lý cái việc xây dựng có đảm bảo đúng theo cái cấp phép xây dựng của phòng kinh tế hạ tầng hay không. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Uyên đã tăng cường việc thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, phối hợp với cơ quan chức năng đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ, niêm yết công khai phương án bồi thường, thực hiện công tác thu hồi đất dự án. Từ đầu năm đến nay đã lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 18 trường hợp, kiểm tra rà soát chặt chẽ việc chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn của thị trấn đã không xảy ra trường hợp xây dựng không phép. Về công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn của huyện Tân Uyên nói chung thì thị trấn nói riêng thì hiện nay thì huyện cũng đã thực hiện cái công tác quy hoạch thị trấn và các vùng phụ cận, thì đến thời điểm này huyện cũng đã xây dựng các cái nội dung và đang trình các đến bước là xin ý kiến của hội đồng thẩm định của tỉnh. Còn đối với lại hai cái quy hoạch chi tiết thì hiện nay huyện cũng đang thực hiện đến bước lấy ý kiến của các các thành viên hội đồng thẩm định của huyện, sau đó để thực hiện các bước tiếp theo. Để xây dựng thị trấn Tân Uyên văn minh hiện đại cùng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền và nhân dân thị trấn thì rất cần có sự quan tâm bố trí các nguồn lực từ các cấp chính quyền cho công tác chỉnh trang đô thị, đồng thời tổ chức công bố công khai các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, hành lang an toàn giao thông, quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin về kiến trúc, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp đến các tầng lớp nhân dân, ban hành bổ sung các chế tài xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, năm nay, xã Bản Giang, huyện Tam Đường trồng 61 ha mía. Từ khi trồng cho đến nay, cây mía lên đều và đang thời kỳ phát triển gióng. Tuy nhiên, tình hình mưa nắng xen kẽ đã tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát triển, nhất là dẹp trên lá. Trước tình hình đó, thì xã Bản Giang đang tích cực chỉ đạo bà con nhân dân làm cỏ, bóc bẹ và phun thuốc phòng trừ dẹp nhằm đảm bảo cho cây mía phát triển. Vụ mía năm nay, gia đình ông Châu A-Pao ở bản Tẩn Phù Nhiêu trồng 3.000 m2 mía. Từ sau khi trồng, nhờ thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên diện tích mía của gia đình ông lên đều và đang trong thời kỳ phát triển gióng. Những ngày vừa qua, khi thăm vườn mía nhà mình, ông đã phát hiện có nhiều dẹp non trên lá. Do đó, để đảm bảo phun phòng trừ dẹp thuận lợi, ông đã tập trung nhân lực trong nhà, cố gắng làm sạch cỏ, phun gốc, bóc bẹ nhanh chóng để tiến hành phun sớm. Năm nay nhà tôi làm 3.000 m2 đất trồng mía. Thế thì đối với thời điểm bây giờ thì chúng đang làm cổ lần 2 và cũng bón phân lần 2 và đắp gốc. Thì sau đắp gốc thì gia đình tiếp tục là phun thuốc trừ sâu để phòng bệnh cũng như là phòng dẹp rồi là dây là để mía phát triển tốt. Cây mía được người dân xã Bản Giang đưa vào trồng từ năm 2013 với diện tích trên 2 hectare, nhưng sau khi bán cây phục vụ giải khát tại khu vực thành phố Tam Đường, Phong Thổ, đem lại thu nhập mà diện tích mía trên địa bàn xã ngày càng tăng. Trong năm nay, xã Bản Giang trồng 61 ha mía tập trung tại hai bản Tẩn Phù Nhiêu và Nà Cơ và là xã có diện tích mía nhiều nhất tỉnh. Thời gian vừa qua, thời tiết mưa nắng xen kẽ đã làm cho hơn 20 ha mía của xã xuất hiện dẹp non trên lá. Xác định phun phòng trừ sớm sẽ giúp diện tích mía phát triển ổn định. Do đó, chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con thăm đồng khi phát hiện sâu bệnh, nhất là dẹp, tập trung phun phòng trừ đại trà từ sớm. Hiện các cái quy định chỉ tiêu giao của ban huyện thì hiện tại tôi đang duy trì và thâm canh là 61 ha mía, tập trung ở bản Tẩn Phù Nhiêu và bản Nà Cơ. Thì đối với công tác phòng trừ, nhất là phòng trừ dẹp trên cây mía, thì chúng tôi cũng chủ động khuyến cáo người dân. Đấy là cái việc là chăm sóc, thứ nhất là chăm sóc, thứ hai là phun thuốc, đấy, rồi thì vun sới, đặc biệt là cái tẽ cành. Đấy, thì cái này chúng tôi cũng thường xuyên là giao cho cán bộ địa chính là đi kiểm tra, đấy, để khuyến cáo người dân kịp thời trong cái việc phòng chống cái, nhất là cái dẹp trên mía. Thì qua kiểm tra đợt gần nhất vừa rồi thì cũng thấy rằng là cái việc phòng chống của bà con là khá là chủ động. Với sự quan tâm chỉ đạo sát của chính quyền địa phương và người dân, mà đến thời điểm này, xã Bản Giang đã phun phòng trừ dẹp cho mía đạt 50 trên 61 ha và nông dân vẫn đang tích cực phun phòng trừ nốt diện tích còn lại. Năm nay gia đình tôi trồng hơn 3.000 mét vuông mía, thì giờ cũng lên tốt rồi, thì phát hiện nó bị dẹp ấy, để phun thuốc, để mấy hôm nữa nó mới bóc lá cho nó đẹp ấy, để cuối năm này bán được nhiều ấy. Để cây mía sinh trưởng và phát triển tốt, người dân cần phải tích cực chăm sóc làm cỏ và nhất là phòng trừ dẹp hại mía trong giai đoạn này. Chính vì thế, chủ động trong sản xuất, hạn chế được sâu bệnh tấn công sẽ góp phần giúp nông dân xã Bản Giang trồng mía gặt hái được những thắng lợi trong vụ mía năm nay. Thưa quý vị, là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua Công an phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu đã phát huy tinh thần khi dân cần, khi dân khó, có công an. Từ đó, người dân luôn đồng lòng hỗ trợ lực lượng công an phường làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Bản Nậm Lòng 2, phường Quyết Thắng hiện có 84 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Dáy và một số hộ kinh doanh tại chợ Nậm Lòng và học sinh, sinh viên một số trường học trên địa bàn. Để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua lực lượng công an phường Quyết Thắng luôn bám sát địa bàn, phối hợp với ban quản lý bản, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân cũng như các hộ kinh doanh. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý cư trú. Nhờ đó tại bản không xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Bản Nậm Lòng 2 chúng tôi là cũng là phổ biến tuyên truyền đến bà con nhân dân, nhất là cái thủ đoạn lừa đảo về cái mảng internet các thứ, thì là bà con cũng được tuyên truyền cho các hộ gia đình rồi, thì cũng yên tâm, cũng chưa có cái vụ nào xảy ra ở trên địa bàn bản Nậm Lòng 2 này. Và bên cạnh đó thì về phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng làm rất là tốt, vì chưa có vụ cháy nổ nào xảy ra ở trên địa bàn. Và hai nữa là những người học sinh, sinh viên người ta đến thuê trọ, đấy, đến cũng phải đăng ký tạm vắng tạm trú, thì trưởng bản vẫn là thông qua trưởng bản nắm được. Thì là những người bỏ đi, người ta đi đấy, đi về đấy thì người ta cũng là báo cáo. Vâng, rất là yên tâm về mặt an ninh trật tự của địa bàn bản Nậm Lòng 2 này. Phường Quyết Thắng có 6 tổ dân phố bản với hơn 2.000 nhân khẩu. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an phường làm tốt công tác phòng chống đấu tranh với các loại tội phạm, tổ chức bắt 3 vụ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa một đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả đề án 6, đảm bảo 100% công dân từ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân gắn chip. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 đạt trên 97%, luôn quan tâm củng cố và đảm bảo các mô hình tự quản về phòng chống tội phạm, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và khảo sát xây dựng mô hình camera an ninh. Trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi trên cơ sở nắm bắt địa bàn và rà soát thì chúng tôi đã tiến hành là tham mưu cho các ủy chính quyền là xây dựng được 5 cái mô hình. Đấy, trong đó có 3 mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, một cái tổ liên gia và một cái tổ về công tác phòng cháy chữa cháy. Thì sau khi thành lập thì chúng tôi cũng tăng cường công tác là tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương, cũng như là ý thức trách nhiệm của các cái cá nhân thành viên trong dòng họ, thì nên và kịp thời nắm bắt những cái tư tưởng. Thì từ khi thành lập thì các mô hình là cơ bản đi vào hoạt động rất là hiệu quả, chủ yếu là chủ động trong việc là giúp nhau phát triển kinh tế, cũng như là việc hiểu việc hỉ của các hộ gia đình trong dòng họ, và nên là giảm cái tình trạng cái mâu thuẫn phát sinh, nên là tình hình cơ bản là ổn định và cơ bản là phát huy được các vai trò của các thành viên trong dòng họ. Bằng sự đoàn kết nỗ lực của lực lượng công an phường đã nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, từng bước kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 374.000 hồ sơ căn cước công dân, trong đó số thẻ căn cước công dân gắn chip đã tiếp nhận từ C06 gửi về là hơn 340.000 thẻ. Tổng số thẻ căn cước công dân đã trả cho công dân là 337.000 thẻ. Cùng với đó, tiến hành thu nhận hơn 176.800 hồ sơ định danh điện tử, hướng dẫn người dân kích hoạt 142.000 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 87,5%. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển công dân số, các địa phương tiếp tục vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ngay từ đầu năm, huyện Sìn Hồ đã ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến trực tiếp giáo dục pháp luật được 174 cuộc cho 13.803 lượt người tham gia, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và hòa giải thành công 179 trên 202 vụ việc, ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Qua đó công nhận 22 trên 22 xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện nay trên địa bàn của tỉnh có trên 9.650 ha chè được trồng tập trung tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Phong Thổ. Trong đó thì chè kinh doanh đạt trên 7.000 ha với sản lượng thu hái trong tháng 8 đạt 8.600 tấn chè búp tươi, tăng 800 tấn so với tháng 7 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nâng tổng sản lượng chè búp tươi thu hoạch từ đầu năm đến nay đạt 40.900 tấn, đạt 73% kế hoạch năm. Với việc người dân quan tâm chăm sóc diện tích chè cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi nên chè phát triển tốt và sẽ cho thu hái đảm bảo trong 2 tháng tới trước khi đốn để chè ngủ đông. Hiện nay cùng với việc quan tâm chăm sóc diện tích chè, các địa phương cũng đang tập trung chỉ đạo nông dân trồng nốt diện tích chè mới theo kế hoạch cũng như nghiệm thu diện tích chè mới trồng. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.